Xin chào Việt Nam, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học TaskScript bài thừa kế. Ta sẽ học về thừa kế là gì và các cách phân loại của thừa kế. Định nghĩa về thừa kế cũng giống như thừa kế tài sản ở ngoài đời thực, thì trong lập trình TaskScript, thừa kế là việc thừa hưởng tiếp nhận các thuộc tính và phương thức của một lớp đã được định nghĩa sẵn từ trước. Chúng ta sẽ đi vào cách phân loại các kiểu kế thừa. Đây là đơn kế thừa nhiều cấp, kế thừa phân bậc, đa kế thừa và kế thừa hỗn hợp. Không để các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng ta hãy đi vào thực hành nào. Chúng ta sẽ lấy file LDT của bài hôm trước và tiếp tục thực hành. Đầu tiên tôi sẽ tạo ra một class sinh viên đại học SVDH extend từ lớp sinh viên của bài hôm trước. Tiếp đến tôi sẽ khai báo một hàm số năm học. Hàm này đơn thuần chỉ log ra số năm học của một sinh viên đại học chính quy là 4 năm. Chúng ta sẽ khởi tạo một biến f có kiểu là kiểu sinh viên đại học, do sinh viên đại học kế thừa từ lớp sinh viên nên nó kế thừa luôn constructor. Chúng ta phải khai báo ID và name cho sinh viên đại học này. Tôi sẽ lấy ID vòng 1 và tên là Hàn Quá Nhanh. Tiếp đến ta sẽ dùng phương thức số năm học. Vậy là F của chúng ta có thể sử dụng phương thức của lớp cha và của chính nó. Chúng ta sẽ build thử. Trong bài này chúng ta sẽ build ở trên terminal của Visual đã bị lỗi rồi. Chúng ta sẽ tìm kiếm trên Google. Coder phải biết code nha, nếu mà không biết thì tra Google. Đây, trên Visual, trên Stack Overflow ta sẽ lấy câu trả lời có dấu tích xanh và chúng ta sẽ bật Windows PowerShell dưới quyền admin để chạy dòng lệnh đã tìm được. Chúng ta sẽ bớt vào Enter. Hãy hỏi có chức quyền không, ta sẽ yes. Vậy là đã được rồi, chúng ta sẽ thử build lại xem còn lỗi không. Như vậy là đã hết lỗi rồi. Chúng ta sẽ chạy thử. Đã in ra 4 năm rồi. Như vậy là hàm constructor và hàm của chính nó sẽ đã được gọi ra. Chúng ta sẽ đến với kế thừa nhiều cấp bậc. Chúng ta sẽ tạo ra một du học sinh class DUSH extend từ lớp sinh viên đại học FVDH, và chúng ta sẽ có một hàm quốc tịch console.log quốc tịch là người nước ngoài. Tiếp đến ta sẽ thử gọi, ta sẽ tạo một biến f kiểu là du học sinh. Chúng ta sẽ thử gọi các hàm của ông, của cha và của chính class này. Sẽ khai báo du học sinh có ID là 2 và tên là Mina. Các bạn có thể thấy là có tất cả các hàm, cả hàm ông, hàm cha. Chúng ta sẽ gọi thử và chạy thử.
số năm học, quốc tịch, hàm ông là hàm constructor, hàm cha là hàm số năm học và hàm của chính nó là hàm quốc tịch. Chúng ta sẽ thử build và chạy thử. Các bạn thấy là nó đã build chạy ngon lành. Chúng ta sẽ đến với sẽ lốc thử name, không lốc được name do name của chúng ta đang để private. Để chúng ta sửa name là protected thì chúng ta có thể truy cập được vào. Như đã học ở bài hôm trước, nếu để từ khóa protected thì sẽ truy cập ở các lớp con kế thừa lớp đấy. Chúng ta sẽ không gọi được s từ ngoài lớp con, chỉ gọi trong lớp con thôi. Như vậy là đã chúng ta có thể gọi được ở đây. Các bạn có thể thấy chúng ta không thể gọi từ ngoài class mà chỉ có thể gọi trong class con. Ta sẽ build thử và chạy thử em có thực sự lấy được lớp con không. Đấy, đã thành công rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo. Nếu các bạn có câu hỏi gì hãy để lại ở phần bình luận phía bên dưới. Các bạn đã sử dụng kiểu kế thừa nào, hãy cùng cho chúng tôi biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.